vị hoàng đế trung tình trong sử sách Trung Hoa. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là vị vua khai quốc của vương triều nhà Minh. Ông nổi tiếng là vị vua có tính tình cương liệt, quyết đoán và được hậu thế xem là một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc nhờ những công lao ông để lại cho hậu thế. Vị vua này còn nổi tiếng nhờ tấm lòng son sắt, trung thủy với người vợ Tào Khang của mình. Khi bà còn sống, ông hết lòng trân quý. Khi bà ra đi, ông không để bất cứ một ai thay thế vị trí của bà nữa. Người đàn bà mà cả đời Minh Thái Tổ yêu thương chính là Mã Hoàng Hậu. Mã Hoàng Hậu được gả cho Minh Thái Tổ khi ngài lúc đó mới chỉ là một thanh niên hàn vi. Thế rồi trong suốt quá trình ông gây dựng nghiệp lớn, lập nên nhà Minh, lúc nào cũng thấy bóng dáng bà ở hậu phương một lòng hỗ trợ trượng phu.